giới thiệu đây là thịt lợn nướng nhá. Thịt lợn xiên nướng. Nướng than hoa. Đây nguyên liệu là thịt lợn nạc vai nhá. Đấy là nạc vai nó ngon, nó mềm, nó nếu mà mông miếc thì nó sẽ cứng. Nó sẽ khô thịt. Đây nạc mao, nạc vai. Về xong là thái miếng, tẩm ướp, nước mắm, mì chính, muối. Tẩm ướp, tẩm ướp. Wow, khói thơm quá. Một phết mật ong vào thì miếng thịt nó sẽ vàng. Đấy, nguyên liệu thịt nướng này nhá, nguyên liệu thịt nướng rất là ngon. Sau khi tẩm ướp xong là chúng ta sẽ đấy, sau khi tẩm ướp nó xiên nhé. Xiên và xiên nhé. Đây này, xiên. Bây giờ thì dùng xiên inox. Inox xiên nó sát với nhau. Xiên đừng sát quá nhá. Các bạn nên nhớ lưu ý là xiên đừng sát quá. À, đây là xiên thịt sống nhá. Đấy, cháy của tôi rồi. Xiên này được rồi đấy nhỉ? Được, được, cần được. Than hơi nóng rồi. Mở cái nồi kia này, cha là con đi tiếp thì đấy. Đây kia thì khói nó vàng không ngon, kinh lắm. Kinh thì kệ ông, bảo kinh thì kệ ông. Ông cứ tính mình quá đâu mà sợ. Để xiên nướng xiên để nó không bị quay để chúng ta có thể đảo được ấy. Thì một bên chúng ta lấy một cái tàu là chuối xong là cắm nó vào than hoa nhé, than hoa rất là nó dùng một ít quạt để quạt cho nó than nó lên. Đây là món thịt nướng xiên này, món ăn dân dã rất là ngon. Xoay liên tục. Đấy. Nhưng quạt nó rung. Không có chống rung à? Có, nó chống, nó có rung mạnh chống. Giờ món thịt nướng rất là ngon luôn nhá. Đó. Sau khi nướng chín là nó bỏ ra để ra. Cũng ăn lò nướng, lò nướng của ông ấy nhưng mà nướng than này vẫn là ngon. Than nó có mùi ám, than nướng than thì nó vẫn là ngon.
miếng than này mà ăn luôn ngon lắm, tuyệt vời luôn. Có cái thì được rồi, có cái thì chưa được. Đây là thịt lợn xiên nướng, thịt sơn tây nhá, lợn sơn tây nhá. Ngon chưa? Ngon quá. Tuyệt vời luôn.